Và trong phần tiêu điểm thế giới, báo động thanh niên Mỹ đang rơi vào khủng hoảng kết nối nghiêm trọng. Hơn 60% thanh niên Mỹ độc thân, gần gấp đôi tỷ lệ thanh niên độc thân. Những con số cho thấy nhiều tín hiệu đáng chú ý về đời sống xã hội, lãng mạn và tình dục của nam giới Mỹ. Nam giới ở độ tuổi 20 nhiều khả năng không có quan hệ tình cảm, không hoạt động tình dục, không bạn bè và cô đơn hơn phụ nữ ở độ tuổi 20. Họ đứng ở vị trí tiên phong trong đại dịch, suy giảm hôn nhân, tình dục và các mối quan hệ đang ảnh hưởng đến toàn bộ giới trẻ nước Mỹ. Trong trường hợp xấu nhất, sự mất kết nối xã hội của nam thanh niên Mỹ có thể gây ra những hậu quả nặng nề. Tỷ lệ nam thanh niên tự tử cao gấp 4 lần so với nữ thanh niên. Những nam giới trẻ tuổi chịu trách nhiệm chính cho tỷ lệ xả súng hàng loạt ngày càng tăng, một xu hướng mà một số nhà nghiên cứu chỉ ra có liên quan tới sự cô lập xã hội ngày càng tăng của họ. Phụ nữ không cần có những mối quan hệ lâu dài, họ không cần phải kết hôn, họ thà đi ăn sáng muộn với bạn bè hơn là có một buổi hẹn hò tồi tệ. Một nhà tâm lý học về cặp đôi và gia đình ở Los Angeles viết trong bài báo Điều gì phía sau sự trỗi dậy của những người đàn ông độc thân cô đơn. Những năm gần đây, số lượng người Mỹ không có đối tác tăng lịch sử, đặc biệt là trong giới trẻ. Đại dịch khiến xu hướng này trở nên tồi tệ hơn. Tính đến năm 2022, Trung tâm Nghiên cứu Pew nhận thấy 30% người trưởng thành ở Mỹ chưa kết hôn, sống với người tình cũng như không có mối quan hệ đã cam kết. Gần một nửa số thanh niên độc thân, 34% phụ nữ và 63% nam giới. Sự suy giảm trong các mối quan hệ diễn ra song song với sự suy giảm về tình dục. Tỷ lệ người Mỹ hoạt động tình dục ở mức thấp nhất trong 30 năm. Khoảng 30% nam thanh niên được hỏi trong năm 2019 nói rằng họ không quan hệ tình dục trong năm qua. Con số này ở nữ thanh niên là khoảng 20%. Theo Pew, chỉ một nửa số đàn ông độc thân tích cực tìm kiếm các mối quan hệ và thậm chí là những buổi hẹn hò bình thường. Con số đó cũng đang giảm dần. Fred Rabinowitz, nhà tâm lý học và giáo sư tại Đại học Redlands, người nghiên cứu về nam tính nhận định, nam thanh niên đang dùng nhiều mạng xã hội, xem nhiều phim khiêu dâm và tôi nghĩ họ đang được áp dụng nhiều nhu cầu của mình mà không cần phải ra ngoài. Và tôi nghĩ điều này đang bắt đầu trở thành một thói quen. Các nhà nghiên cứu dày dặn kinh nghiệm cũng gặp trở ngại trong việc giải thích đầy đủ về cách biệt trong mối quan hệ giữa nam và nữ thanh niên. Nếu nam thanh niên độc thân nhiều hơn nữ thanh niên độc thân gần gấp đôi, vậy thì những phụ nữ trẻ đang hẹn hò với ai? Câu trả lời là một số nữ giới đang hẹn hò với nhau. 1/5 Gen Z được xác định là đồng tính luyến ái và nghiên cứu cho thấy phụ nữ song tính chiếm phần lớn thanh niên trong cộng đồng LGBT. Phụ nữ trẻ cũng hẹn hò và kết hôn với những người đàn ông lớn tuổi hơn, tiếp tục truyền thống kéo dài hàng thế kỷ. Độ tuổi kết hôn trung bình lần đầu là khoảng 30 đối với nam, 28 đối với nữ, theo số liệu điều tra dân số. Trong khi đó, phụ nữ dị tính ngày càng kén chọn hơn. Ronan Levant, giáo sư danh dự về tâm lý học tại Đại học Akron cho hay, phụ nữ không muốn thiết lập mối quan hệ lâu dài với một người đàn ông có trình độ học vấn và thu nhập thấp hơn mình. Ngày nay ở Mỹ, phụ nữ mong đợi nhiều hơn từ đàn ông và thật không may, rất nhiều đàn ông không có nhiều thứ để trao cho, ông Levin nói.